Cửa hàng nông cơ Duy Hải xin kính chào quý vị anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ở 3 xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý hàng có thể liên hệ là 0974644973, 0337019191. Hai số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và có ship hàng toàn quốc. Quý vị anh chị mua hàng có liên hệ trực tiếp hai số điện thoại của bên em. Hôm nay thì bên em có một cái lô máy cưa xích cũng như cắt cỏ mới về. Mà hàng hôm nay thì cực kỳ VIP nha anh em. Rất là đẹp luôn. Con nào của nó rất là đẹp, gồm có những cái thương hiệu Eptin, Makita, Shinoway, Husqvarna, Mitsubishi, Kawasaki ha. Đó là những cái thương hiệu mà hôm nay em giới thiệu đến mọi người. Thủ tục mua bán của bên em thì nó rất là đơn giản. Quý vị anh chị mua hàng vui lòng đặt cọc trước một ít tiền, thẻ cào điện thoại hoặc là chuyển khoản. Chuyển khoản thì bên em hỗ trợ bao ship, và đặt cọc thẻ cào thì phí vận chuyển nó sẽ là 100.000. Sản phẩm bên em sẽ bảo hành 12 tháng bao lột lòng cho quý vị anh chị nhé. Và quý vị anh chị mua hàng sẽ được tặng kèm đầy đủ dây đeo, như máy cắt cỏ có dây đeo ổ cước, dây đeo ổ cước đầy đủ cho mọi người nhé. Nói chung là về chỉ việc đánh thôi. Còn máy cưa thì cũng vậy, nếu máy lớn thì có bao lam thì em tặng bao lam, máy nhỏ thì cũng có vậy, có bao lam. Nói chung là tặng tầm khoảng 4 đến 6 món đồ để cho mọi người về sử dụng. Và bảo hành 12 tháng bao nòng, bao lột nha mọi người ha. Đó là hôm nay có những thương hiệu này, mọi người thấy không? Eptin MS361 này đi khai thác lớn này, con này cũng khai thác trung bình này, 242. Con này tay cụt đi khai thác chuyên nghiệp này, 357 này, rất là hiếm. Này cưa gia đình Makita với E333 này. Rồi máy thương hiệu đến từ Trung Quốc xuất Nhật ha. Đây thì có Kawasaki TR25, TH34 Kawasaki ấy. Và đây là Mitsubishi ha. Rồi, những thương hiệu hôm nay em giới thiệu đến mọi người. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con máy cho mọi người ha. Đó, 10 con máy mà hôm nay em giới thiệu cho mọi người. Đó. Thì đầu tiên vào lô máy ngày hôm nay thì em sẽ đặt tên nó là lô S nha. Từ S1 đến S9. Và riêng con này thì em không để tên, thì đó là con máy xác thanh lý đồ. Con này thì bán cho những anh em thợ về lấy đồ hay là làm gì làm ha. Thì nói chung em thấy thì con này còn hơi còn lửa, bơm nhớt nói chung nó cũng khá ok. Thì cái xác này thì em bán xác cho anh em về lấy đồ nhá, giá là 300.000 hả, 300k cái xác này hả, SF320 hả. Anh em tay cụt anh em về lấy sang đồ gì lấy ha, giá 300k là anh em lấy được nhiều thứ lắm, lửa lủng linh tinh trên giá 300 hết rồi. Đó, bán xác cho anh em ha. Đó, anh em về lấy xác, lấy hơi, lấy gì thì lấy, nói chung sang đồ ha, anh em thích thì anh em lấy chơi ha. Rồi quay trở lại với lô máy chính thức ngày hôm nay thì lô máy này thì nó là siêu VIP, thì là toàn những cái con máy mà nó rất là đẹp, mới 99 nha, mới coi như là nhặt quên xài, nên là giá cực kỳ là VIP theo máy luôn. Hàng này thì thật ra thì anh em có tiền anh mua những máy đẹp về anh em xài rất là sướng, thay vì mua những con máy cũ rĩ xấu xí xấu bẩn bẩn như thế này thì nó xài nó không được lâu, không được bền. Đó, tức là bên Nhật nó xài nhiều rồi thì nói chung là nó cũng gần hết đát rồi, thì những con máy nó bán rất là rẻ. Đó, điển hình như cái xác này thì bán có 300.000. Anh em nào mà có đồ và giống này nắp xăng cái gì có thể lên được cái máy, nhưng mà lên được cái máy thì tất nhiên chất lượng sao mà nó ngon bằng máy chuẩn chỉ 199 như này được. Đây em sẽ quay chi tiết cho anh em xem này. Và con số 1 con này, máy này nó rơi tầm 38cc cho mọi người ha. Con này thì nó chẳng thấy có thương hiệu A07D gì đó, thì em cũng không biết nó xuất xứ từ thương hiệu nào, nhưng thực chất thì con máy này thì nó là hàng bãi nội địa của Nhật, nhưng mà hàng này ấy thì là hàng Trung Quốc xuất sang Nhật thôi, chứ không phải hàng 100% của Nhật Bản nhá, không phải 100% Nhật Bản. Ưu điểm con này cũng khá là dễ nổ này, có trợ lực luôn ha, trợ lực luôn rất là ngon. Đó, nắp xăng nắp nhất ở đây với công suất tầm trung 38cc thì mọi người cưa trong gia đình để dùng con này khá là ok đấy ạ. Nòng đứng linh tinh, thắng xích đầy thủ, nói chung là con này cũng full chức năng, xích mini lam dài cắt được 3,5 tấc, rất là đẹp, hơi hám ok, có trợ lực. Đó, con này thì S1 này em để cho mọi người giá là 1,8 triệu nha mọi người ha. Để trong video này thì quý vị chị thích xem con máy S1 thì nhắn tin cho em S1 trong lô ngày hôm nay. Đó.
Rồi hôm nay thì bắt đầu là em sẽ test qua Zalo tiếng máy cho mọi người. Ok thì chốt cho em tiếng nhá. Ok chốt, tránh mất thời gian của nhau. Quý vị chị và xác định mua thì hãy đặt cọc ha. Đây là lời chốt nhá. Đây. Khi đã chốt thì có vui lòng nhận giùm em, tại vì cái máy hoàn về rồi nó sẽ lỡ việc của khách hàng, cũng như có một con máy mà thấy 2-3 anh cần đến cái máy đó mà anh kia đặt cọc rồi thì gửi cho anh rồi mà lại đúng được gửi tới nơi mà không lấy thì nó rất là đáng tiếc. Mặc dù là bên em đóng hàng thì nói chung nó mất công mất sức á, còn cọc trước mấy trăm ngàn thì nó chỉ mùa cái phí vận chuyển đi về thôi. Thật ra thì mình cũng mất một cái khách hàng mà cần mua, khách hàng tiềm năng cần mua và mất thời gian mình đóng hàng. Nên là quý vị anh chị thật sự mình cần thì hãy đặt cọc ha để mua ha. Rồi cái số 1 em để cho mọi người giá là 1.800.000, hàng Trung Quốc xuất Nhật, giá chỉ 1.800.000, đồng 3 xương tích xe lanh 38cc, con này nằm trong tầm 39 ly. Quý vị anh chị kết thì gọi trực tiếp cái số điện thoại của bên em nhé là 0974644933. Sản phẩm bảo hành 12 tháng bao nòng bao lột cho mọi người ha. Rồi cây số 1 sang cây số 2 này là cây Makita ME333. Cây này thì hồi xưa nó rất là hot cho mọi người nhá, rất là hot, rất là đẹp, rất là hot luôn. ME333 này về bao nhiêu là bán bao nhiêu, vì nó làm sao, nó có trợ lực này, nó có trợ lực thắng xích này, nói chung là nó full chức năng luôn. Mặc máy phân khúc giá bình dân mà lại full chức năng, nòng 37 ly và dung tích xi lanh lên tới 33cc, nó khá là mạnh và sử dụng trong gia đình thì rất là ok, có bơm xăng phụ đầy đủ luôn, nó rất là ok nha mọi người ha. Và làm Makita rất là chữ làm là cắt được 35cm, làm là làm đầu nhông, máy móc tốt nguyên zin và rất là đẹp, rất là đẹp. Rất sáng mọi người thấy không, nhìn con máy lâu này là khá là đẹp nha, khá là đẹp. Để cho ốc ác phải bảy màu hết này. Lô này lô vip vip vip. Đó. Toàn máy 99 để cho anh em lựa. Thích con nào là bắp con đấy về xài bao sung sướng bao phê luôn. Cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Đó. Giá con này là em đang để cho anh em là 2.200.000 nhá. Chuyển khoản 500.000 bên em hỗ trợ bao ship cho anh em. Còn cọc thẻ cào thì anh em phải chịu tiền phí vận chuyển. Đó là như vậy ha. Makita sang bên này thì cũng có con này thì nó cũng giống S3 thì nó cũng y chang vậy anh em nhé, cũng trợ lực cũng mới tinh như vậy thôi. Đây làm đây đồng giá luôn anh em nhé, cặp này thì đồng giá anh em kết thì cứ gọi cho mình là số điện thoại là 0974644973. Máy bên mình là đảm bảo là zin 100%, hàng bãi nội địa của Nhật. Đó, bảo hành 12 tháng hết cho anh em bao nòng, nên anh em cứ an tâm mà sử dụng nhá, hàng đẹp không có sợ gì hết, hàng đẹp là xài rất là ngon, rất là bền. Đó. Mặc dù cao tiền hơn một chút nhưng mà chất lượng thì nó bù lại ha. Đó. Mà nhìn con máy sáng sủa đẹp, anh em đi mua nhìn thấy con máy này là anh em cũng thích luôn. Đó. Chứ không phải nó xấu xấu bẩn bẩn nhìn kinh khủng lắm, nhưng mà nó đẹp như thế này thì anh em kết liền. Đó. Cứ máy đẹp gặp em mà máy đẹp cũng rước luôn, nhất là gái đẹp luôn, rất là đẹp anh em ạ, mới tinh nha. Rồi đồng giá 2.200.000 cho anh em nào chốt nha. Rồi sang một siêu phẩm, hàng này rất là hiếm, đó là S4. S4 là một thương hiệu đến từ Shinoway. Nói đến Shinoway thì thật sự với anh em nó cực kỳ bền luôn, không phải suy nghĩ một cái gì hết. Anh em không phải suy nghĩ về cái thương hiệu Shinoway này. Và hàng này em nói với anh em nghe nha, hàng này rất là hiếm hàng, không có hàng nhiều. Lâu lâu em về với một con Shinoway 357, cực kỳ là hiếm hàng, từ cây lam của nó cắt được 35cm. Đó, làm nhông, làm rin của nó còn chữ là anh em biết chất lượng của nó cỡ như thế nào rồi. Đó. Con này thì 35cc, nòng 40 ly nha anh em, tay cụt rất là mạnh, con này nặng tầm khoảng 4,5 cân. Tình trạng máy móc, zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, thắng xích đầy đủ, nói chung là tướng của nó không lớn, thấy nó ướt ướt heo heo này, nó nóng nó dài anh em. Đó, cắt cực kỳ sướng, bao phê luôn, 35cc. Dòng này nếu mà phân khúc mà dòng hệ như đó là Shinoway 350 thì giá rất là cao. Đó, trong khi đó con này là Shinoway 357 lận. Đó, tay cụt, rất là ngon nha anh em. Đây, nút đây. Chế hỏa khí mình chẳng con là một trên này anh em. Có thêm những chức năng thắng xích anh em này, đó, rất là ngon. Con này thì về rất là nhỏ giọt. À, anh em nào kết thì gọi trực tiếp cho mình nhá. Con này rất là hiếm hàng, ít có hàng lắm, và hàng này cháy liên tục.
Trong những cái video bên em làm á thì anh em thấy là ít khi nào có những con Sino quay đặc biệt như thế này. Sino quay đặc biệt như này. Đấy. Cực kỳ hiếm luôn. Thì anh em kết thì gọi trực tiếp cho mình nhá, không có nhiều hàng này đâu. Rồi, ok. Sino quay 357 với giá S4 là 2,7 triệu cho anh em nhá. Cực kỳ VIP luôn. Nòng 40, 35cc. Dùng con này á quá khỏe luôn. Cắt xuống lắm. Rồi mình sang con S5 là con Husqvarna 242XB đến từ Thụy Điển nha anh em. Máy Thụy Điển anh em này. Nhiều anh em hỏi máy Thụy Điển lắm nhưng mà lâu lâu bên em mới về được một con. Con này thì sở hữu lam Latin nha anh em. Lam Latin, lam tản nhiệt lam là tốt nhất, còn lam đầu nhông nó có mấy cái lỗ nhông này. Còn có bánh xe đó. Còn lam này lam Latin ha. Xích chung 325, xích này hợp với xích màu của 353. Đây thì máy móc tốt nguyên zin. Con này đi khai thác rất là ok nha anh em, 42cc. Nòng 42 luôn. Máy rất là đẹp. À, phải nói là rất là xuất sắc nha. Lô này thì nói chung là 89 con như nhau vậy á, rất là đẹp. Thì anh em cứ từ từ em quay cho anh em thấy là nó độ đẹp của nó như thế nào. Rất là mới này. Với tinh luôn này, nòng này. Tất cả zin nha, bên em rửa này, rửa đáy này. Có những cái chi tiết lính em rửa nó chưa kỹ á. Đó, nhưng mà mọi người thấy không? Rất là mới luôn, rửa riêng bề ngoài nó rất là mới. Còn bên trong thì đó, lính nó vệ sinh chưa kỹ. Nhưng mà rất là đẹp. Đây anh em nhìn ốc ác này. Nhìn thấy không? Bề ngoài này, bình này mừng mủ nó nhá. Rất là đẹp anh em ạ. Đây, phía trước đây. Đấy, cây lam này. Nó rất là xịn sò luôn. Quá ngon anh em ạ. Đấy. Cái kỳ VIP. VIP luôn. Giá con này lam Latin S5 là 3,7 triệu cho anh em nhá. Anh em nào mà kết thì cứ gọi trực tiếp cho mình. Giá 3,7 triệu cho anh em. Rất là đẹp luôn, xuất sắc. Rồi, đi khai thác là tầm trung là anh em dùng con này. Còn đi khai thác chuyên nghiệp cỡ lớn thì anh em có thể dùng sang con Stihl MS361 hàng của Đức nha anh em. Hàng Đức máy lớn, hàng rất là hiếm hàng. Hàng này anh em mua thì nó phải mười mấy củ trở lên. Nhưng hôm nay thì em bán thì anh em không tới mười mấy củ đâu. Đó, rất là đẹp nha, làm là tinh của nó này. Xích em đang ráp xích mới cho anh em nhé. Máy là móc tốt nguyên zin. Stihl hàng 100% hàng của Đức. Đó, hàng xịn chính hãng nha mọi người ha. Đây, mặt trước của máy này mới tinh anh em ạ. Rất là mới luôn. Ôi, con này thì đời 2016 lận anh em. 2016 luôn, MS361. Xả áp đây, con này nổ cực kỳ êm, cực kỳ giòn, em nó nổ chiều rồi. Rất là ngon, tại vì bây giờ buổi tối rồi. Nên là em không có test tiếng máy được, nên anh em thông cảm cho em nhé. Và nhiều đêm với máy này thì anh em yên tâm thì rất là chuẩn chỉ luôn. Cực kỳ ngon cho anh em học kết. Đó. Có một con duy nhất nha, máy đẹp, xuất sắc, zin nguyên bản. Tiếng máy nổ êm, giòn, ngon. Đi khai thác chuyên nghiệp thì anh em nên sử dụng những con máy như này thì đáng xứng đáng đồng tiền. Để lóc lác là mới, rất là mới luôn anh em. Cực kỳ VIP luôn. Rồi, S6 giá của nó là 7,5 triệu nha anh em nha, 7,5 triệu nha. Đó, anh em chuyển khoản bên em bao ship nha. Đó, rất là đẹp anh em ạ, mới tinh. Đó là một cái dàn máy cưa ngày hôm nay là thật sự anh em nhìn này. Toàn con đẹp nha. Toàn con xuất sắc, toàn con chuẩn chỉ luôn. Anh em chỉ có tiền không là lượm thôi. Mua những con này thì cứ an tâm mà sử dụng ha. Rồi, em sang hàng thứ hai là hàng cắt cỏ cho anh em nghe nha. Đó, cắt cỏ này thì cũng quan hệ VIP luôn. Mới tinh luôn nha anh em. Nói chung là lâu lắm em mới về được một ít lô cắt cỏ mà nó thật sự là nó rất là đẹp. Nó đẹp và không có gì để mà diễn tả luôn. À, thậm chí như con máy này thì nó còn xăng của Nhật luôn. Nó xăng bên Nhật này. Nhìn thấy nó có cái màu xanh xanh. Đó, xăng bên Nhật luôn. Đó, ốc ác thì hầu như là em chưa tháo với cái này luôn. 7 màu này. Nó rất là đẹp luôn. Đó, dành cho những cái chú nào mà lớn tuổi mà dùng những cái con máy này mà sử dụng gia đình. Đấy, cái bình xăng chứa xăng của nó mà nó mới như thế này anh em này. Ốc ác 7 màu, bô vùng linh tinh. Rất là mới luôn. Đó. Còn thậm chí còn cái tem mà chia nhớt tỷ lệ 1:25 lận. Đó. Rất là đẹp anh em ạ. Nói chung là kiếm được cái con máy mà nó xuất sắc để mà bán cho anh em thật sự là cũng cạnh tranh nhiều lắm. Nhưng mà có máy đẹp bán cho anh em là nó một niềm vui rồi. Đó. Sợ không có máy đẹp để mà bán thôi. Đấy, anh em ơi.
gặp kết là phải anh em phải chốt ngay nhá. Rất là đẹp anh em ạ. Ốc ác 7 màu này, mới tinh luôn. Nhẹ nhàng nhỏ gọn, con này tầm khoảng 4 cân mấy thôi, nhẹ lắm. Và con này thì nòng em cũng không rõ, chắc rơi tầm 32-33. TG25 á, hãng Kawasaki sản xuất. Rất là bền luôn, hàng này thì cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Anh em không phải suy nghĩ đến con này. Con này là S7 này, giá chỉ 2 triệu đồng anh em nhé. À, S7 2 triệu đồng tặng full đồ bao nòng 12 tháng luôn. Cực kỳ ngon, full đồ cho anh em. Rất là chuẩn chỉ xuất sắc luôn. Ốc ác tay lái 7 màu xịn sò, tay ga zin này. Đó, của máy. Còn tay ga này thì đập bể thì thua thôi, chứ để độ xài bền vô cùng. Tay lái nắm nổng nó vẫn còn nguyên zin của nó nhá, rất là chắc chắn xịn sò. Quá ngon anh em ạ. Bơm xăng phụ đây, cái bình xăng con này thì tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn, rất là bền luôn. Còn mới tinh anh em nhá. Cho em coi. Mới keng xe beng luôn, giá chỉ 2 triệu đồng một con máy này. Quá VIP luôn. Đó. Xuất sắc luôn. Máy rất là đẹp anh em nhá. Rồi, tiếp theo con này S8. S8 thì là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi. Mitsubishi ha. Mitsubishi TUE26. À, con này 26cc. Nhưng mà con này sử dụng hai họng gió, đời mới hai họng gió nha. Anh em lưu ý đời mới hai họng gió. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ bền luôn. Mitsubishi hàng này là hai họng gió nha. Nói chung là rất lợi xăng mà nó dễ nổ vô cùng luôn. Con này thì em thấy nó không còn sử dụng e luôn. Ốc ác cái tinh rất là mới anh em. Mới tinh luôn. Rất là đẹp nhé. Mở cho anh em coi này. Công nghệ mới hai họng gió này. Anh em thấy không? Họng trên, họng dưới này. Mà nó không sử dụng e luôn ha. Đây, có cái nút này mà thường làm cái bô e đóng e mà nó không đóng e luôn. Là cứ bơm xăng giật là bóp bóp sơn ở dưới. Giật nhẹ cái là nổ thôi. Ngon vô cùng luôn. Rất là xuất sắc anh em ạ. Đẹp vô cùng luôn. Đấy. Mới tinh này, ốc ác này. À. Mới tinh nha anh em, mới tinh như chưa xài luôn. Hàng Mitsubishi, hàng này rất là hiếm, TUE. Rất là hiếm luôn, mà mới nha. Mới dã man luôn anh em ạ. Sự con này rất là mới. Đây. Đồ ngày hôm nay thì thật sự toàn chất lượng không. Tay ga của nó này. Nó kéo như này ha. Đó. Anh em có thể điều chỉnh bằng ốc ha. Con này con S8 nha anh em. S8 giá 2,7 triệu cho anh em nhá. Ghi đồng của nó, tay lái nó này bằng nhôm luôn, không sợ reset. Cần cổ tem chữ là còn nguyên luôn, nó nhìn rất là chất lượng. Đấy, một số cái mà chưa có chắn cỏ hay bể thì em có thể thay thế cho mọi người ha. Mọi người yên tâm, tôi tặng đầy đủ full điều kiện. Hàng này hai họng gió đời mới thì nói chung là đời mới nhất của nó rồi. Anh em xài những Mitsubishi TL26 đã thấy ngon rồi đúng không? Nhưng mà anh em sang cái con họng gió họ đời mới hai họng gió này thì anh em thấy cái cảm mà nó lợi xăng cỡ nào. Vô địch luôn. Hàng này mà ráp cái đầu vào cái máy phun thuốc trừ sâu thì xài chắc là mười mấy năm chưa hư nổi nó. Cực kỳ bền luôn. Trợ lực lặn anh em nhá, nó có trợ lực cót nhỏ luôn á. Hàng quá chất lượng luôn. Nói chung cái hãng Mitsubishi về cái dòng phân khúc mà tầm 34 ly thì nói chung là nó khá là vô đối rồi. Khá là ngon, bây giờ thêm công nghệ mới hai họng gió nữa thì đúng là không đỡ nổi nó luôn. Rất là chất lượng luôn. Đây. Giá rất là mềm mại nhá. Cần chỉ là nó tốt rồi anh em, giá chỉ 2,7 triệu mà công nghệ mà hai họng gió như này nó thật sự anh em xài là sung sướng cuộc đời anh em luôn. Rất là ngon bền luôn. Lốc trong Mitsubishi đầu hàng anh em nhá. Đó, Mitsubishi nhớ chưa? Đấy. Đây là cái đường mà gió lên họng gió này, cấp gió này để cho tiết kiệm nhiên liệu mà mạnh mà máy nổ rất là bốc luôn. Đó, duy nhất có một cây thôi anh em, kết thì chốt lẹ nhá. Hàng này lâu lâu có về là con đẹp xuất sắc. Xài con này thì không phải suy nghĩ một cái gì cả nhá, thật sự anh em như vậy, bền vô cùng luôn. Nhà 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 gọn dành cho những chú mà trợ lực đề mới thì dùng cái con này khá là ngon. Rồi
Em cùng sang con cuối cùng trong lô ngày hôm nay, đó là Kawasaki TH34 anh em nhé. TH34 là một con mà đi khai thác chuyên nghiệp mấy lớn ấy, nó đang dùng với việc công việc những áp tải đánh cước lên cùng, nhưng đòi hỏi những cái công việc nặng nhọc lớn thì dùng con này thì khá là ngon anh em nhé. TH34 34cc, con này nào thì chắc rơi tầm khoảng 38 ly. Đó, giá bán tại cửa hàng là 3,8 triệu nha anh em. Rất là xuất sắc anh em, tay lái ghi đầu nó đây. Đó, con này đẹp không suy nghĩ luôn, chế xong con Baro chế bơ chế này thì nó quá thông dụng trên thị trường ở Việt Nam rồi. Đấy, cho anh em coi rất là xuất sắc luôn, nhìn thấy không, nhẹ băng ha, đẹp vip mà rồ mà đây nào, hàng tầm phân khúc tầm cỡ trung mà sử dụng đi đánh cỏ nhiều anh em, như con này thì không phải bàn cãi một cái vấn đề gì cả, sung sướng cuộc đời luôn, rất là ngon anh em ạ. Xài con này thì bền bền bền, máy nổ êm bốc mà nó bền thì đâu mà nó bền. À, đánh giá của các bác sử dụng Kawasaki cũng đang có khen hết, đánh rất sướng, máy ngọt bốc lắm anh em ạ, xuất sắc lắm anh em ơi. Đó rồi, con này con cuối cùng trong lô S9 này là 3,8 triệu nhá. Rồi em quay trọn bộ lô máy ngày hôm nay, lô S anh em kết con nào thì gọi điện trực tiếp với em nhá. Toàn máy hệ VIP không anh em, dùng trong gia đình thì sung sướng cuộc đời luôn, không phải suy nghĩ gì cả, nhặt bãi mà cũng như mấy thùng vậy á. Rồi anh em kết thì gọi trực tiếp hai số điện thoại của em là 0974 64 973, 0337 01 9191. Anh em kết còn nào thì nhớ mã số và liên hệ trực tiếp với Zalo của em, thì em sẽ quay video hay là gọi được trực tiếp video cho anh em xem máy, anh em kết thì anh em chốt nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video rất là nhiều, xin kính chào anh em ạ.